thú ác luôn. Về hắn là nhiều không còn một cái, một cái nó chờ tập trung kéo cái kia, kéo cái này lại nè, bởi mình lây quá là mình cũng sợ. Lây quá là biết mà, bởi ông mẹ ông nói đó. Chị mới nói hôm qua lâu lâu rồi mà nó lây được cái đổ được cái nước vàng. Nó vừa nói xong tôi nhắn một về đi. Bay vô à? Gió này. Chỉ cần em úp cái em cho cái quạt mình chóc với đất xí là được rồi. Hồi đào xin nghe. Họ vệ sinh nhà chưa? Để còn đặt đồ về nữa chứ. Trời cũng đẹp. Béo gì? Này ốm quá. Em nuôi cục ra mà con bé nó cục nó xin dữ nuôi đều. Em nặng đây nhiều lần rồi phải không em? Nhiều lắm. Chứ răng mà em để mà lâu lâu mới đi lần à? À dạ không, em để em qua em học Sài Gòn. Mà nó ít chỗ. Mấy tháng như mì lần? Hai tháng, ba tháng. Đá đá chứ nè. Đá đá thiệt hả? Và ngứa rồi cao trên em. Phải cao trên em chị. Thôi đừng cười. Em đang miếng rồi chị. Còn bé khách là chị thích con gái, tại vì sau lớn cho nó làm mụn giống chị á. Em kêu chị ơi chị hết nghe rồi đâu mà chị bắt đi làm mụn nữa. Em kêu cái mụn giàu em cười á. Em kêu giàu ấy chị. Anh Bi em nghe mấy? Em to lên. Nghe anh Bi. Dạ, ngay bên cạnh ông Thỏ anh Bi. À, vừa trước em nói hắn là mùa hè thì mang cái mùa mát ra chỉ cái nữa đó anh kêu hai lớp là mát rồi. Ừ thôi anh đi mua loại vải á, vải cho mát chứ. Dạ chứ đừng mua đồ đó nóng anh ạ, vì đồ đó nó là lạnh. Không thì anh mua cái loại một lớp cũng được. Có không đồ như mình đó anh, nhưng mà một lớp thì nó mỏng mát hơn á. Em mua vải thì anh mua chỗ khác đi. Nếu mà anh mua vải thì anh ra ngoài anh mua hơn. Dạ anh đi ra shop nhiều mà shop Phan Thanh đồ bán đầy. Dạ dạ hên chưa hồi nữa là mua combo luôn bộ luôn cái gì toàn nữa không nghĩ thì thôi nữa. Thôi chị không đừng có mua. Em phải cái đồ về cái vải. Trời
phục mẹ vì như bà trao. Tại em rung luôn. Nhiều cục mụn lì. Mỏi gì hả? Chưa. Vì hỏi em nó mày xong. Ngày mới cũng ế. Ngày mới hôm qua còn được, hôm qua còn đỡ. Bữa nay chuyển khoản đâu, mắc phí gì đâu đúng không hả? Không phải. YouTube này càng ngày càng khó rồi.
không cảm xúc cái là máu phịt ra liền. Còn coi nè, lì chứ. Cho chị ít băng đi. Cái gì mà mình có cái gì đó mà quay tiếp cho khách có xem luôn, xem mặt họ luôn đẹp đi. Thay đổi công nghệ đi. Người thấy họ sẵn cha họ gớm, nhưng mà nhiều người coi xong lại ghiền luôn.